Bích Trâm cùng 3 biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả gần xa đã luôn ủng hộ và chọn kênh Thời báo sự thật để theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày thật tốt lành và bình an. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Diễn biến nóng, ác chủ bài đã xuất hiện, tài liệu mật của FBI được giải mã. Tổng thống Donald Trump có chiến thắng lớn đầu tiên. Sợ mất lòng, Trung Quốc, chính quyền Biden yêu cầu sửa đổi chính sách Đài Loan. Ukraine thu giữ nhiều máy bay, hệ thống rocket, xe tăng của Nga trong cuộc phản công. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thẩm phán Liên bang Mỹ hôm 15 tháng 9 theo giờ Hoa Thịnh đốn đã chỉ định một thẩm phán kỳ cựu ở New York làm chuyên gia giám sát đặc biệt và xem xét các hồ sơ, bao gồm các tài liệu tuyệt mật đã được thu giữ trong cuộc khám xét tư dinh của cựu tổng thống Donald Trump vào tháng trước. Thẩm phán liên bang Alan Cannon cũng đã bổ nhiệm chuyên gia giám sát đặc biệt mới, đó là thẩm phán Raymond Gabriel, xem xét toàn bộ hồ sơ đã được thu giữ trong cuộc khám xét dinh thự ở mar a ngày 8 tháng 8. Bất chấp Bộ Tư pháp cho rằng người giám sát không được phép tiếp cận khoảng 100 tài liệu được đánh dấu mật, thẩm phán Cannon cũng đã đứng về phía ông Trump khi từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục xem xét các hồ sơ tuyệt mật bị thu giữ ở Florida. Theo hãng tin Reuters, thì Bộ Tư pháp đã cam kết sẽ đưa ra việc tòa phúc thẩm nếu như tòa án Kennan ra phán quyết chống lại yêu cầu của họ. Họ cũng đã tìm cách ngăn ông Terrier kiểm tra khoảng 100 tài liệu mật nằm trong số 11.000 hồ sơ được thu giữ trong cuộc lục soát. Trước đó, thì cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi đơn kiện lên tòa án liên bang ở bang Florida, đề nghị thẩm phán ngăn cục điều tra liên bang FBI xem xét những tài liệu thu được tại dinh thự Mar-a-Lago cho đến khi có chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để có thể giám sát quá trình này những nhiệm vụ của các chuyên gia đặc biệt theo tài liệu tòa án là một phần trong quá trình đánh giá tất cả những tài liệu bị tịch thu. Ông Daria được giao nhiệm vụ xác nhận rằng vật phẩm có trong bản kiểm kê tài sản chi tiết, thể hiện mức độ đầy đủ và chính xác của tài sản bị tịch thu. Vốn có thể bao gồm việc thu thập được các bản khai hữu thể từ nhân viên DOJ. Ông Daria còn có nhiệm vụ tiến hành đánh giá đặc quyền đối với những tài liệu bị thu giữ và đưa ra kiến nghị đối với tòa án về bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên. Ngoài ra, ông còn được giao nhiệm vụ xác định các tài liệu và vật dụng cá nhân, cũng như hồ sơ tổng thống và đưa các kiến nghị với tòa án về bất kỳ tranh chấp phân loại nào. Ông cũng sẽ đánh giá bất kỳ khiếu nại nào của các luật sư của ông Trump về việc hoàn lại tài sản theo Điều 41 của Quy tắc Tố tụng hình sự liên bang và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bổ sung nào do tòa án giao cho các lệnh sau này. Ông Trump và các luật sư của ông đã chỉ trích sự phản đối của DOJ đối với việc Tòa án chỉ định một chuyên gia đặc biệt để đánh giá các tài liệu bị FBI thu giữ tại Mar-a-Lago. Diotray lập luận, ông Trump không có quyền khởi kiện để yêu cầu bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt, cũng như việc hoàn lại tài sản không nằm trong phạm vi của tra khám xét và lệnh cấm tạm thời, bởi vì tài liệu này thuộc về chính phủ và rằng Tổng thống thứ 45 không có yêu cầu hợp lệ về đặc quyền hành pháp do Diotray là thuộc nhánh hành pháp khi ra phán quyết ủng hộ yêu cầu của ông Trump về một chuyên gia đặc biệt. Bà Cannon đã bác bỏ các lập luận của DOJ rằng những tài liệu này thuộc về chính phủ và rằng vì ông Trump không còn là tổng thống nên ông không thể yêu cầu đặc quyền hành pháp. Ông Trump vẫn đã khẳng định, ông không làm gì sai trong cách giải quyết các tài liệu mật. Ông đã nhiều lần tuyên bố với tư cách là tổng thống, ông có quyền giải mật những hồ sơ này đối với những tài liệu đã được chuyển khỏi Over Office và được đưa đến mar a Cựu tổng thống thuộc đảng Cộng hòa cũng đã cáo buộc FBI nhắm mục tiêu vào ông bởi vì những lý do cơ bản là chính trị khi ông chuẩn bị tái tranh cử tổng thống năm 2024. Sợ mất lòng Trung Quốc, chính quyền Biden yêu cầu sửa đổi chính sách Đài Loan. Chính quyền Joe Biden đã yêu cầu các nhà lập pháp hãy sửa đổi một dự thảo chính sách có liên quan đến Đài Loan đi, nhằm tránh căng thẳng với Trung Quốc hơn, Hôm 14 tháng 9, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 2022. Tuy nhiên, nội dung bản dự thảo đạo luật này đã được điều chỉnh mềm mỏng hơn so với dự thảo ban đầu. Thưa quý vị. Theo Taiwan News, các báo cáo chỉ ra rằng chính quyền của ông Biden đã gây áp lực buộc Ủy ban Thượng viện thay đổi một số ngôn ngữ trong dự luật để tránh làm tổn thương cảm xúc của giới lãnh đạo Trung Quốc. Trước cuộc bỏ phiếu của Ủy ban, thì Bắc Kinh cũng đã chỉ trích dự luật này là một trong những phương tiện đã làm loãng chính sách một Trung Quốc. Sau sự phản đối của các quan chức Trung Quốc, thì chính quyền của ông Biden cũng đã gây áp lực với những thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, có thể nhằm làm điều chỉnh ngôn từ gây mất lòng với lãnh đạo của Trung Quốc. Cụ thể, trong số các điều chỉnh có liên quan đến từ các nhà nước của Đài Loan, Liberty Times đã lưu ý, có 3 điểm quan trọng đã bị sửa đổi trong bản thảo cuối cùng – và một trong ba điểm này đó là loại bỏ đề xuất đổi tên Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hoa Kỳ thành Văn phòng Đại diện Đài Loan. Dự luật ban đầu đã mô tả Đài Loan là đồng minh chính ngoài NATO của Mỹ. Tuy nhiên, bản dự thảo cuối cùng chỉ ghi rằng Đài Loan sẽ nhận được sự đối xử bình đẳng như là một đồng minh chính của Mỹ ngoài NATO. Hơn nữa, một điều khoản có liên quan đến việc bổ nhiệm giám đốc cho Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan cũng đã được thay đổi. Dự luật ban đầu kêu gọi các giám đốc AIT phải được Thượng viện xác nhận theo cách thức tương tự như là các đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia khác, như là bản dự thảo mới đã bị loại bỏ điểm này. Giám đốc chương trình châu Á của Quỹ Marshall Đức Bonnier Glasler đã cho biết, chính quyền của ông Biden đã yêu cầu thay đổi dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan để tránh những điều không đảm bảo được gì cho an ninh Đài Loan mà còn có thể gây kích động đối với Trung Quốc. Nhưng nhà phân tích truyền thông có trụ sở tại Đài Loan, Michael Turton, đã phản đối những tuyên bố của bà Glasser. Ông Turton đã nhận xét trên Twitter, nếu như Mỹ không làm gì thì Bắc Kinh vẫn sẽ đưa ra những tuyên bố tương tự. Mục đích của những vụ ôn ào của Bắc Kinh là để họ giành được những chiến thắng như thế này. Xin chúc mừng, các vị đã mang lại cho Bắc Kinh một chiến thắng không có tốn kém gì. Mặc dù có những thay đổi, đạo luật này vẫn duy trì hầu hết tất cả các điều khoản trong dự thảo ban đầu. Như là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez đã nói rõ với các phóng viên, dự luật thể hiện rất rõ sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan trên nhiều khía cạnh khác nhau, từ quốc phòng cũng như lĩnh vực quốc tế và tham gia kinh tế. Ông Menendez đã cho rằng đạo luật chính sách Đài Loan hết sức ủng hộ Đài Loan vào thời điểm mà Đài Loan rất cần sự ủng hộ khi mà đang phải đối phó với sự hung hăng chưa từng có của Trung Quốc. Ukraine thu giữ nhiều máy bay, hệ thống rocket, xe tăng của Nga trong cuộc phản công. Cuộc phản công mạnh mẽ của Ukraine đã mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia Đông Âu này, giành lại nhiều khu vực rộng lớn đã bị Nga chiếm đóng, đồng thời bên cạnh đó cũng đã thu giữ một lượng lớn các thiết bị quân sự của Nga, các thiết bị này sẽ được quân đội Ukraine sử dụng để chống lại những kẻ xâm lược. Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào ngày 24 tháng 2, trang web Oris đã theo dõi các thiết bị của Nga. Thưa quý vị, trang web này chuyên giám sát bao nhiêu phương tiện quân sự của Nga đã bị phá hủy hoặc là bị thu giữ. Xác minh điều này đã thông qua những bằng chứng là ảnh chụp hoặc là video. Trích dẫn nguồn từ Oris, hãng tin TSN của Ukraine đã cho biết, các lực lượng của Kiev đã thu giữ 388 thiết bị của Nga trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9. Trong số này, 200 thiết bị đang ở trong tình trạng tốt. Tổn thất của Nga trong giai đoạn đó bao gồm 49 xe tăng, 24 xe bọc thép chở lính, 32 xe pháo và hệ thống rocket và hạ máy bay. Theo cập nhật mới nhất, thì đến nay đã mất tổng cộng 1.122 xe tăng trong cuộc xung đột. Trong số này, 671 chiếc bị phá hủy, 51 chiếc bị bỏ lại, 44 chiếc bị hư hỏng, 356 chiếc bị thu giữ. Tổng cộng Nga tổn thất 6.049 thiết bị quân sự trong cuộc chiến với Ukraine. Hơn một nửa trong số đó đã bị Ukraine phá hủy. Quân đội Kiev cũng đã thu giữ nhiều thiết bị của Nga sau khi lực lượng Nga rút khỏi nhiều khu vực chiếm đóng có diện tích hơn 3.100 dặm vuông trước cuộc phản công mạnh mẽ của quân đội Ukraine trong khoảng một tuần. Các thiết bị này cũng sẽ cung cấp thêm sức mạnh cho các lực lượng của Kiev trong cuộc chiến. Tạp chí Foreign Policy đã dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine đã cho biết rằng, các thiết bị thu giữ của Moscow sẽ được sử dụng chống lại các chiến binh của Điện Kremlin. Vị quan chức này đã tiết lộ, quân đội Nga đã để lại xe tăng, pháo, các thiết bị đặc biệt, rất nhiều xe thiết giáp và chỉ cố gắng chạy thoát để cứu sống bản thân của họ. Các thiết bị quân sự của Nga sẽ được sử dụng để chống lại Nga. Kể từ khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu thì một số hình ảnh về các binh sĩ Ukraine tạo dáng trước các xe tăng của Nga bị thu giữ tại Kharkiv đã được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Những hình ảnh này xuất hiện trong bối cảnh Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu cùng mình cung cấp các xe tăng hiện đại hơn. Theo tờ Foreign Policy, các xe tăng chiến đấu hiện đại chủ lực cấp NATO như là xe M1 Abrams của Hoa Kỳ và xe tăng Leopard của Đức đứng đầu trong danh sách mong muốn có được của Kiev. Kiev bên cạnh đó cũng đã chỉ trích việc Poland từ chối yêu cầu cung cấp xe tăng của mình, mặc dù Đức đã chuyển giao cho Ukraine nhiều bích kích pháo và hệ thống vũ khí phòng không tự hành. Ông Gustav Grasrep là giảng viên chính về chính sách của Hội đồng Đối ngoại châu Âu đã nhận định, xe tăng T-72 thời Liên Xô đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine. Ba Lan cũng như là Bulgaria và Cộng hòa Séc cũng đã cung cấp các xe tăng này cho các lực lượng của Kiev. Tuy nhiên, trong các bình luận đã gửi qua email của Newsweek, ông Krasso đã dự đoán rằng, bằng cách này hay là cách khác thì Ukraine cũng sẽ phải chuyển sang sử dụng xe tăng phương Tây. Ông cho biết thêm, có một số lượng lớn xe tăng Leopard 2 có thể được chuyển giao cho Ukraine sau một cuộc đại tu tương đối ngắn. Ông đã giải thích, những người lính điều khiển xe tăng Leopard 2 có cơ hội sống sót sau khi bị trúng đạn cao so với những người lính ở trên xe tăng T-72. Theo ông Krasel, với cuộc chiến kéo dài 7 tháng, thì những người lính điều khiển xe tăng và các chỉ huy có kinh nghiệm ngày càng hiếm ở cả hai bên. Ông Krasel đã kết luận rằng, Sử dụng xe tăng Leopard 2 để trang bị cho các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cho phép cung cấp tương đối nhanh một số lượng đáng kể xe tăng cho Ukraine những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh thời báo sự thật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bích trâm xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo